Con trai thôi, đẹp trai thì phải lấy con gái cho đẹp, cho cao, cho người mẫu á. Có con cá cá lóc ở trong cái thùng, tôi bảo lồng thế chỉ đứng xoay xoay một rồi. Thế tôi bảo này, con nó cần cái gì? Chị Hoàng ấy, chị không biết đừng làm sao cho nó chết mẹ. Em nghe em cứ cười cười thôi chứ em nhiều khi cái gì em không hiểu em đem hỏi lại chồng em. Cứ chồng anh đâu để hỏi lại coi nãy giờ mẹ em nói gì. Nãy giờ anh nhìn mẹ em cười không à? Không hiểu con không? Sao con thấy chú cười dữ vậy? Thì chú thấy mẹ con cười thì chú cũng cười. Xin mời. À, chào cô. Chào em. Rồi, xin mời cô ngồi. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình. Xin chào MC Quyền Linh và Lê Giang ạ. À. Lê Giang là mẹ, Lê Lộc là con. Chắc là fan của mẹ con đó. Dạ, cảm ơn cô. Chào cô xin lỗi. Dạ, xin chào khán giả. Tôi là Trần Thị Dấm ạ, 50 tuổi. Ở Long Thành, Đồng Nai ạ. À, cô là người ở... ở nghề Hà Tĩnh hay dạ, nghề? Quê gốc là Hà Tĩnh ạ, mới vào được 7 năm. Dạ. Con nó vào học ở trong này rồi nó xây dựng gia đình rồi nó mượn mẹ một tháng nhưng mà đánh về được. Thế là mua nhà rồi ở đây luôn. Ồ, chúc mừng luôn. Mua nhà ở đây luôn là chúc mừng rồi, vậy là hay lắm đó. Nàng dâu hơi bị hay đó, làm sao mà dụ mẹ chồng ở luôn là hay đấy. Em chào anh Quỳnh Linh, chào Lê Lộc. Em là Hà Thị Lan Oanh, em 30 tuổi. Em đang làm nhân viên kế toán. Như vậy là em làm dâu mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm dâu mẹ được 7 năm rồi. Khi em sinh em bé thì mẹ xuống chăm rồi là mẹ bị con dụ ở lại luôn, mua nhà ở luôn. Mấy cháu rồi em? Dạ, em có hai bé. Một bé được 5 tuổi, một bé được 2 tuổi rưỡi. Cái ngày đầu tiên mà khi con trai mình đưa cô dâu tương lai gặp cô đó, yeah, thì cô thấy thế nào? Ừ, tôi thì ở quê thấy bất ngờ đó, bảo mẹ ơi, mai con chờ bạn gái về chơi. Thì cũng nghe gì là kể sơ sơ, nó đi học nó yêu nhau đó chị ạ. Ông xã mày nhìn đi thấy thấp thấp, ông bảo nói con trai thôi, đẹp trai thì phải lấy con gái cho đẹp, cho cao, cho người mẫu á, thấp bao nhiêu. Thấp là lớn đấy hả? Yeah. Đến lúc buổi trưa thì có con cá cá lóc ở trong cái thùng, tôi bảo lồng thế chị đứng xoay xoay một rồi. Thế tôi bảo này, con nó cần cái gì? Chị Hoàng ấy, chị không biết đừng làm sao cho nó chết mẹ. Chị cũng sợ quá đấy. Thế là tôi mới bảo này, thôi để mẹ đánh cho nó chết đi. Coi như là lần đầu tiên không biết làm gì hết đó đúng không? Tôi mình hồi nhỏ con trai nói con định thế nào, cưới vợ thật á hả? Nói thật ra mẹ. Thế là đến lúc ngồi ăn thì tôi mới hỏi này, thôi hai bác ở ngoài quê khổ lắm, chứ có nhà có cửa gì đâu, không có gì đâu mà sao mà con yêu con trai của bác con sợ đâu. Thế nghe chị bảo là không, dạ con không sợ. Khi mà em mà gặp mẹ chồng rồi em có ấn tượng điều gì không? Bởi mẹ rất là vui, nãy giờ nói vui cười suốt luôn vậy đó. Dạ, lúc ban đầu á, em gặp mẹ lần đầu tiên thì thấy mẹ cũng rất là đơn giản. Chỉ có cái vấn đề lúc là ngôn ngữ chưa có hiểu lắm anh. Mẹ nói em hiểu hết không? Đầu thì em không hiểu hết. Em nghe em cứ cười cười thôi chứ em nhiều khi cái gì em không hiểu em đem hỏi lại chồng em. Cứ chồng anh đâu để hỏi lại coi nãy giờ mẹ em nói gì. Nãy giờ anh nhìn mẹ em cười không à? Không hiểu con không? Sao con thấy chú cười dữ vậy? Thì chú thấy mẹ con cười thì chú cũng cười. Thế mẹ em cũng vui vẻ lắm. Vui vẻ. Mẹ em không có làm em cảm giác sợ đâu. Đúng rồi. Bé bình thường. Cười hoài đâu có ai sợ đâu đúng không? Rồi mẹ có la em không? Dạ không. Mẹ em từ hồi đó nhà mẹ em hầu như chưa la em. Có quạo không? Cũng có nhưng mà ít à. Chắc anh nghĩ chắc người này chắc ít quạo lắm á. Dễ thương rồi. Mẹ em vô tư lắm. Hồi đó em có biết ba em chê em thấp không? Dạ không. Giờ mới biết đúng không? Dạ đúng rồi.
Vậy kỳ này về hỏi rồi nha. Dạ, đừng hỏi nữa. Giờ thì có cho ông nội hai đứa cháu đó là ông hết chê rồi. Giờ ông nội nó cao lắm rồi, nó dạ. cao lắm rồi. Hai mẹ con hợp nhau nhất là gì chị? Hợp nhau nhất là chắc là cái khoản nhiều chuyện đó. Tại vì là có chuyện gì cái con đi nói mẹ, chuyện nhỏ chuyện to gì, hàng xóm láng giềng, người chuyện trong nhà ngoài ngõ gì là mẹ cũng nói với con. Cứ gặp nhau là nói chuyện. Tới mức mà chồng em cứ hỏi hai mẹ con nhìn xuống người thập thù với nhau vậy, có chuyện gì vậy? Em bảo chuyện này anh không biết được, hai mẹ con biết thôi. Có những điều gì mà em với mẹ em không hợp với nhau không? Có một lần em mua cho mẹ hai miếng vải để mê đồ đồ vest á, thì em thấy những người lớn tuổi như mẹ mặc đồ vest rất là đẹp. Em thấy cái gì hay hay là em mua về cho mẹ dù. Cái em mua về em háo hức lắm, em đưa cho mẹ. Cái mẹ kêu không, mẹ không mặc, năn nỉ thôi mẹ mặc đi con mua rồi, giờ mua cho con trả thôi được không, mẹ không mặc. Nó kiểu gì cũng không mặc là không mặc nha. Cái lúc đó là em quay sang là em giận rồi đó, em nói con mẹ không mặc thôi, em bỏ đi luôn, em nói gì nữa, mẹ em cũng không nói gì. Cái mẹ đi về. Ủa tại sao cô không mặc? Là vì thế này, 20 tháng 11 á là nó mua cho một bộ rồi. Mà mãi mà mới mặc được một lần. Chỉ có một lần về quê thì mới mặc được một lần. Mà mãi thì hết nhiều tiền. Thế là cô sốt ruột. Thế mua về thì cô nói bảo thôi không mãi nữa. Là vì thế này để lần sau nó khỏi phải mua nữa. Tốn tiền. Thế là... Mẹ nói bảo nó để cất tiền rồi cho cháu. Ý là tiết tiền á. Mẹ không lấy để con đừng mua nữa. Để làm sao nó đừng mua nữa. Con hay rồi nha. Tới lúc đầu tiên là mẹ con chắc cũng không hiểu giống như là anh với mẹ em đúng không? Dạ dạ. Đấy là anh còn chưa nghe mẹ em nói mấy cái từ địa phương á. Bây giờ em hiểu rồi đó. Như vậy thì trong cái việc mà chăm con với hai đứa con á, sinh này kia rồi lúc chăm con này kia nó có hợp nhau về. Bởi vì cái cách chăm mẹ chăm con ngoài Hà Tĩnh sẽ là khác ở trong đây. Hồi đó mẹ em rất là thương cháu. Bà đặc biệt rất là thương cháu nội. Thương một cái, nó có một cái vợ là mẹ bà rất là chiều cháu. Thì đứa lớn thì nó rất là biếng ăn. Dạ nó biếng ăn lắm, nó hơi xíu à. Cái bữa đó con đứa nhỏ của em nó bị sốt. Thì hai mẹ con ngủ bên nhà bà ngoại. Còn đứa lớn thì vô nhà bà nội ở. Thì đến sáng mai tự nhiên 4 giờ sáng em đang ngủ bên đó, thấy chồng em thất vào chạy qua chở con sang. Em ơi, nó làm sao vậy? Không biết sao mà nó cứ khóc cả đêm vậy á. Em thấy con cứ khóc vậy em cũng biết là sao. Con sao vậy con? Mẹ ơi con đói quá, con nói quá. Bắt đầu em mới lấy cơm cho nó ăn. Cái xong bắt đầu nó ăn được chuyện cái cơm, cái là nó no nó đi ngủ. Thế xong rồi sáng sau em vẫn hỏi mẹ, mẹ ơi có chuyện gì vậy, sao mà tự nhiên nó ở nhà mẹ nó ăn không mà sao thấy nó đói vậy á. Thì mẹ mới nói rằng là kiểu là tối cái nó kêu nó không đói, rồi mẹ cũng nghĩ nó không ép nó, tại vì thằng em phải ép. Cái là nguyên cả ngày tối nó chỉ ăn một hai miếng á, cái đêm nó lả, nó mệt quá nó không ngủ được, nó khóc. Em cũng hơi giận chút xíu. Thì lúc đó mẹ nói mẹ cũng rất là xót. Lúc đó mẹ cũng nói là mẹ không biết, rồi mẹ cứ nghĩ vậy. Nhưng mà về sau thì mẹ cũng hiểu vấn đề đó. Thì nó cũng nhỏ đó. Nhưng mà sau sinh á thì em thường nghe nói là phụ nữ hay bị bệnh trầm cảm. Thì chị có rơi vào cái hoàn cảnh đó không? Đợi đứa thứ hai á, mình có rơi vào cái bị là trầm cảm. Vì sao vậy chị? Nhưng mà nó nhẹ. Có thể là trong cái quá trình mang bầu á, mình cũng có một cái số chuyện không vui chứ. Hai vợ chồng thôi, rồi là công việc nó cũng áp lực á. Cái hồi cái mình đẻ xong rồi mình bị trầm cảm mà. Thực ra nói hôm nay mẹ mới biết chứ lúc đó là không ai biết hết. Mình thấy tự nhiên cứ mỗi lần mình cho con em bé tuy mẹ là mình chỉ muốn đẩy nó ra. Mình đẩy nó ra mình hất nó xuống giường dưới đất kìa. Cứ cái cảm giác như vậy á, cứ mỗi lần mà nó cứ đụng vào người mình là mình có một cái cảm giác như vậy. Rất là căng thẳng. Nhưng mà không có nói với ai cả. Nhưng bởi lý do vì... là sao đến mức như vậy? Em cũng không biết nữa anh, thực sự tự nhiên cái nó đến vậy đó. Là trước khi mà em mang bầu á thì em cũng có cái bệnh người ta gọi là rối loạn lo âu á anh. Cái xong rồi cái mình mang bầu cái mình cũng bị cái tự nhiên nó bị cái bệnh nó tới vậy mà không có ai biết cả. Sao lúc đó không nói với mẹ chồng để chia sẻ với mẹ chồng mà để trầm cảm như vậy? Lúc đó không muốn nói anh ạ. Chứ kiểu là mình bị như vậy nhưng mà mình lại cộng thêm cái kiểu là mình không muốn nói với ai hết. Cô có biết con cô bị trầm cảm không? Không biết luôn. Chồng em có chia sẻ gì em lúc đó không? Tại em cũng không có nói. Do hai chồng em cũng có nhiều cái ban đầu không có... Đó. Anh nghĩ là cái chuyện đó đó. Bởi khi mà con mình nó bú mà mình đẩy nó ra đó, mà mình có ý định mà đẩy nó xuống đất luôn á, là nó hết sức là nguy hiểm. Nếu mà cô thấy phát hiện ra điều đó đó, thì con nghĩ rằng cô cũng nên là nói chuyện với con dâu mình để xem có chuyện gì hay không. Đúng không cô?
Em. Dạ. Hôm nay tham gia chương trình với mục đích như thế nào? Thứ nhất là em muốn hai mẹ con thực ra thì nói là hợp hoàn toàn thì không phải, nhưng mà cái thứ nhất là mình hai mẹ con chia sẻ với nhau. Cái thứ hai nữa rằng là để có một cái kỷ niệm. Tại vì thực ra em có nói với mẹ rồi, dù sau này như thế nào chăng nữa thì mẹ lúc nào cũng là mẹ của con hết á. Mẹ coi như là một người mẹ thứ hai của con vậy á. Đấy, có những lúc mà chưa bao giờ nói hết lòng mình với mẹ chồng của mình, đúng không? Giấu. Em giấu trong lòng. Để ngày hôm nay khi nói những điều đó, có lẽ là nó chạm đến một cái cảm xúc mà nó bị kìm hãm bấy lâu nay, đúng không em? Vậy thì hôm nay em cứ nói ra hết với mẹ mình đi. Khi con em được 2 tháng á, thì lúc đó tự nhiên buổi tối về thì tự nhiên chồng em cũng có đi nhậu với bạn bè về á. Rồi tự nhiên nó la lối em vậy đó. Em cũng ban đầu em không có hiểu chuyện gì đâu. Lúc đó có mẹ em đó nữa. Cái em chỉ biết khóc thôi. Cái xong rồi là thì anh mới nói ra là em sao em dám là so sánh em với mẹ. Thì em rất là bất ngờ vì thực ra là em coi mẹ như mẹ ruột em vậy á. Mẹ rất là thương em. Và chưa bao giờ em có ý nghĩ rằng là em so sánh em với mẹ em hết. Trước ngày hôm đó em có nhắn tin với chồng em. Em nói rằng là sao mà mỗi lần anh đi nhậu về á, sao anh có vẻ như khó chịu với em. Mà tại sao cũng có mẹ đó mà sao anh chỉ mới khó chịu với mình em thôi. Thì ý chồng em hiểu rằng là em đang so sánh em với mẹ. Mà thực lòng thì em không có ý như vậy. Thì em mới nói với mẹ rằng là mẹ thấy anh nói vậy có đủ không? Con đâu có ý đó đâu. Bây giờ con đưa cho mẹ xem tin nhắn này, mẹ nghĩ sao? Thế lúc đó em thực sự là có mình có một cái chút gì đó cầu cứu từ mẹ này, mẹ đồng tình với mình để em nói chồng em hiểu vậy đó. Ý là lúc đó em không nhớ mẹ em nói nào nữa, nhưng mà ý mẹ nói rằng là mẹ cũng nghĩ như vậy. Ý là mẹ cũng thấy cái tin nhắn nó có ý giống như chồng con nghĩ vậy á. Thì lúc đó là em cũng hơi sốc chút. Cái em nói thôi vậy mẹ nói vậy con không có gì để con nói nữa. Nhưng mà về sau thì em nghĩ rằng là thật ra thì mẹ không có ý gì cả, mà thực ra thì mẹ cũng muốn hai vợ chồng hòa thuận thôi. Nhưng sao lúc đó là cô lại không đứng về phía con dâu của mình, bởi vì con dâu mình nói đúng đó, nhiều khi anh ấy hiểu lầm thôi. Cô la lùi la con trai chứ cô. Có la cô hả? Cô la chứ, cô la đây cô bảo ấy, nhưng mà là cô phân tích, cô nói cái tin nhắn đó là nếu mà ai mà đọc thì người ta cũng hiểu thế. Hiểu lầm cái tin nhắn. Hiểu lầm thế, hiểu lầm bùng á, bùng con dâu á, nhưng mà mẹ thì mẹ không hiểu lầm đâu. Mẹ cái gì ra cái đó. Tha chuyện trách đó thì bao giờ mẹ chờ mẹ con mới nó có cuộc nói chuyện với nhau để hết giận cái chuyện đó. Dạ không, từ đó em đâu có nói nữa đâu. Không có nói. Hồi xưa giờ không có nói luôn đó hả? Không có nói đâu. Bữa nay bắt đầu nói ra mới biết đó hả? Thấy chưa, đôi khi cái chuyện rất là nhỏ. Không phải đâu, tại vì chị đã có một cái lời cầu cứu với mẹ rồi mà ngay lúc đó chị cảm thấy bị hụt hẫng. Hụt hẫng đó. Nên không dám mà nói nữa. Hiểu thế, nhưng mà mẹ thì mẹ không hiểu gì, mẹ cũng nghĩ gì như thế. Ý em nói là lúc đó mẹ đừng có nên nói câu như vậy, là ai đọc cái đó cũng nghĩ giống như mẹ vậy thì nó cái chuyện nó sẽ khác. Nhưng mà cái lúc đó em đang cầu cứu mẹ thì mẹ lại bảo là giờ con nhắn như vậy thì ai đọc cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi. Thì tự nhiên cái mình sẽ cảm thấy nó khác. Người phụ nữ khi về nhà chồng họ đơn độc lắm, đôi khi họ cũng có sai, nhưng khi họ cầu cứu á thì người mẹ chồng hay là người cha chồng cũng nên nghiêng về chút xíu để họ cảm giác đầu tiên là cảm giác đỡ tuổi cái đã, đỡ tuổi thân cái đã, rồi sau đó khi họ bình tĩnh trở lại rồi bắt đầu mình ngồi nói, chắc chắn là người con dâu sẽ nhận ra những cái sai trái đó. Quan trọng vẫn là sự chia sẻ thôi. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều, cô vui lắm đó. Hôm nay thì cô có mong muốn thay đổi gì ở con dâu của mình không? Cô chỉ mong muốn cho nó có sức khỏe và dồi dào để chăm sóc gia đình cho tốt là được. Em có muốn gì ở mẹ chồng mình không? Mẹ em thì em chỉ mong muốn là mẹ lo tới sức khỏe mình nhiều hơn. Tại vì đợt hồi của đầu năm thì mẹ cũng bị tai nạn ấy, cũng đóng đinh vào vai. Bác sĩ nói 6 tháng mới được cỡ ra, nhưng mà mẹ cứ ham công tiếc việc mẹ làm. Rồi hồi 3 tháng cái đinh nó bị bung ra, là phải đi mổ lấy đinh ra trước. Giữ gìn sức khỏe đi cô nha. Nên là mong mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ. Còn con cái như vợ chồng con là thứ nhất là tình thương, thứ hai trách nhiệm, sẽ lo cho mẹ, cho bố, nên bố mẹ không phải hiểu.